Có hôm nay có mở live không? Năm ở phòng bác không lấy chị mượn máy Tí chủ. nữa Không biết Hoàng. nó mở ra được. Ok, cô Tuấn ơi. Mơ đâu, không sao đâu Minh Vương ạ. Mày Nhưng gọi mà là hôm nay nó về thế nào? mấy cái Có đâu nào? chuyện nó như thế này đối với em nó rất là nhỏ thôi. Những cái chuyện nhỏ như thế này mình không làm được, làm sao mình làm được chuyện lớn đúng không? Chị lấy hai chồng đi. Đại Lê à? Đại tá cất máy sấy vào, cất mấy máy sấy vào Thứ phòng. tháng 6 ơi, Vi 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 một tạ chứ. Nếu mà Vi mà 60 hay là 80 cân nó lại nhẹ quá. Vi một tạ nhá. Nhìn thấy anh không em à. Hà Thanh Sơn bạn tặng nhiều quà thế, tặng ít thôi, tặng thế là đủ rồi, cảm ơn bạn rất nhiều rồi. Rồi. Minh Vương ơi, sao phải sân si như thế làm gì? Về đi nhá, không phải chờ Rồi. nữa. Về luôn đi nhá. Khó thở ra có như thế nào thì cũng mình không cũng không phải là ăn ngừa làm sẵn. Cảm ơn Lâm Cũng Quốc. không phải là cái kiểu như là vô học như là một số người buông ra những cái lời nó. Bạn anh vẫn còn cửa mà. Cũng lấy chồng mà. Ờ, Em cũng cảm lấy ơn chồng. anh nhé. Cảm ơn anh bằng kiều. Yêu còn chả Thế yêu tặng em ấy. đâu? Lê Tiến Dũng nha, nói đồng Hoàng thì em nhé. Đừng có mày tao ở đây nhá. Bạn không thích thì tôi chặn bạn lại, hiểu Một không? lần nữa mình nhìn thấy là chặn luôn đấy. Nguyên Thiên rồi. Quá Chả quen chả biết gì, mình ghét gì nhau đâu mà đi nói thế, mày tao làm gì nhỉ? Chứ anh nghĩ còn bây giờ mình không đọc những cái comment mà nó không hay nữa, mình bơ đi là được mà. cái bao nữa nhỉ? Chị bao này tôi anh em mình tranh à, Tao để cho hút ngon này. Sắp rồi. còn giá trị là còn Đúng tranh đấy. rồi anh bảo cho nó đúng rồi. Chưa dùng bóng cho người yêu nhá. Đang tìm tuyển người yêu đây. Đại tá còn nghiện không? Mình vẫn nghiện bạn ạ. Anh vác ra cái thằng Thành nó bảo cái gì, cái gì cái gì ôi Ôi, cái gì nó này nào, nhìn cái gì thằng thằng đại mặt tá ui còn ui nghiện không, mình vẫn nghiện mà. Mom Nguyễn Chí thì bạn tôi như nào bạn thế nhỉ? Ui nói chạy coi thế như rồi. sống nhá. Hồn ơi hồn, Văn Hải đánh được Phòng tao cái nào thế hả hồn, chả trốn chả nhờ các anh xin như chó lại còn nói đi tính mày tướng. ai chú Dũng bằng tuổi cha chú chúng mày rồi, ăn nói cẩn thận. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Thành nhé. Khổ nhiều Ok khi Đại đến thế Lê đấy. nhá. Nghe Phạm à. Trò này cầm mõm luôn. Anh Mấy Phương đứa không biết. 1989 thôi sao anh lại bình luận như thế? Tự nhiên lại lại là mất đi cái giá trị của bản thân mình là đàn ông mà đúng không? Chú Dũng bảo chị Hà Vi bỏ app đi, chị có dùng app đâu, chị xinh đẹp thế mà. Ôi dồi ôi khiếp. Lâm Quốc Hồn ơi, ai xin thế? Ai xin? Tao mà phải đi nhờ người xin á, hay là nó phải đi Thôi, nhờ, nó phải anh đi cứ gọi hết nói cho làm các anh gì, đi. làm gì. Nó phải đi gọi hết cho các anh để tao xin tao rút đơn xuống. Ôi Xong rồi giời chị ơi. em cũng không phải là làm thêm vợ nữa đâu, mà kể cả như là sau này anh Dũng mà con muốn thêm một vài vợ nữa vẫn ok luôn. Thôi kệ nói làm Cho mày gì. câm mồm luôn. Nghiện như chú Dũng. Có tiền với nghiện được. Đúng, chuẩn này. Cảm ơn bạn Đại Lê nhá. Lại đội quả mũ to thế. Tao chỉ cho mày nghe được thôi, không cho mày sủa, hiểu không? Thế mày mới cay. Con Hải đi Bạn chú. Văn Tranh Hải Phạm. Tường Yên Bái ấy, bạn Tranh Tường Yên Bái, nếu mà bạn bạn muốn bỏ áp thì bạn lên trên này ngồi thì chúng ta cùng cùng nói chuyện với nhau, cùng nhìn mặt nhau, được không? Chứ không phải ở dưới đấy mà comment dạo kiểu như thế đâu. Hải đây. À, chị cho Hải nha. Hải nào ấy? Hải vận động viên ấy. À. Con Hải ơi, vận động viên quốc gia cầu lông ấy. Quốc Oai Hà Tây chào chú Dũng, chú chào tất cả anh em Quốc Oai. Hai quả vú sữa của chú của Vi thì cũng để cho anh Dũng ăn thôi, bú thôi chứ không đến được các bạn. Ôi, Ôi, Đại Lê yêu chắc đâu nhưng mà nghe ngon thế. nghe, đàn ông mình nghe nó đít. Ôi giời ơi.
Nick chú bị cảnh báo rồi kìa, Anh ơi, cảnh nếu báo mà gì anh muốn sang nhá, anh nếu mà đó. anh Khương mà anh có thiện chí đấy thì anh muốn sang thì tí nữa anh inbox cho em sẽ có cách cho anh ạ nhé. Chú khéo nịnh thế, chú làm gì ra nịnh ai đâu mà nịnh nhà Tuấn. Bị cảnh báo đâu nhỉ? Không có anh ạ, không cảnh báo anh ạ. Chào anh em Đà Nẵng nha. Đại tá Anh xuống nói đây, với anh, xuống đây. em chào anh nhá. Bao nhiêu người Vi còn đang ở nhận, Hàn nhá. bao nhiêu người còn muốn nhận như anh ta Tiến mà thôi. Hải ơi, anh nói cho nó cẩn thận một chút. Bị cảnh báo mà, đời vô thường có đâu, có thấy cảnh Vô báo thường đâu. thôi. Cô chào anh. Quá Một hay muộn vậy à? đấy. Nói điên lắm. Thôi Nói láo mới mất dậy. chào anh em các bạn rất nhiều nha, chắc là đừng thế nhỉ. Thì Chú lúc căng ấy nhá, căng ai thì mới vừa miếng, căng thì mới vừa miếng của anh Dũng, chứ nếu không căng thì làm sao đủ tuổi. Dũng có nghiện gì, Đúng rồi, rồi đến này. nghiện không chú? Dung có nghiện không? Úi Dung nghiện nặng rồi, Dung bóng nghiện báo năm nay rồi. Tao à, nghiện tiền. Kệ người ta, cứ bảo nghiện thì có làm sao đâu. Nghiện gì nữa, em nghiện Cứ tiền. bảo nghiện đi là có làm sao đâu. À, Hà Vi này, em ở bên Mỹ về Em ơi, chơi. em sao phải mời chị Campuchia bên Thái Nam bạn chị đấy, dân chính cống luôn. Chứ sao phải ba Đây, cái Hà thành Vi phần này. vớ vẩn. Để nói về Campuchia hay là Thái Lan hay là Trung Quốc hay Đài Loan, mọi đất nước nói chung là Mỹ hay Pháp nó kêu bạn chị nhiều, chị dân chính cống luôn như em nhé. Bây giờ Các em bạn bảo phải tôi nghiện đây làm sao tôi lấy được nhiệm vụ như vợ. thế. Hải ơi, chị đang lão hóa ngược mà Hải. Độn hay là không độn thì nó liên quan đến bạn đâu bạn. Hải à, chú đây. Tiền án tiền sự thì sao đâu. Chả vấn đề gì cả, chả liên quan gì cả. Dân Mình dã thà tội. yêu và lấy một cái người có tiền án tiền sự còn hơn là lấy một cái số người mà có bố mẹ cũng như không, không được dạy dỗ. Chị còn Em phải cột mất anh Quyết nhá. đầu đâu, chẳng qua lên đây trêu vui vui thôi. Càng nói càng sai càng Chị chỉnh, có nhu sao cầu mà đâu, người đọc nhìn sập sệ lắm à. Thì không đúng được rồi, bây giờ già rồi thì chả sập sệ thì sao. Anh Đinh nói Văn đúng Hợp. quá, em cảm ơn anh nhá. Ơn bạn Đinh Văn Hợp nha, sao nhiều Có người gì độc lại mồm độc miệng thế đấy. chúng nó nói chúng nó tự gieo nghiệp thôi. Chị trắng quá. Cảm ơn anh Quyết. Uống như không nghiện lắm. Chào Làm cho đi, bạn. nhân mang nhiều thế thường. Họ nói đúng, đúng rồi. Em cảm ơn anh Quyết. À, xin chào anh em Thanh Hoa Em nhé. chào. Em chào anh Việt Vũ. Cảm ơn bạn Vũ Thanh Sơn nhé. Anh em Phú Thọ nhé. Kìa, Hà Vi có nghiện không? Hà Tất Vi. nhiên là Hà Vi nghiện. Hà Vi nghiện thì Hà Vi mí là một cặp đôi của anh Dũng chứ. Không nghiện này làm sao có thể. Toàn hỏi thừa, các bạn toàn hỏi thừa. Hơn. Em Ê. đau hết lưng, sống lưng nó lại chật, chật rút chân. Cứ một tí nữa nó lại tê cứng chân lại. Hà Vi nghiện đại tá. Vừa tối về nhà anh Hải Việt, cảm ơn Hải Việt nhé. Anh Việt nghiện rồi mà, anh Dũng cai được nghiện rồi mà. Không, anh có dành cai rồi, anh đang muốn nghiện thêm chả được, bảo anh cai. Mất bao tiền để nghiện, bây giờ để bảo để cai. Hải nói thế. Chị không sợ đại tá bắt hở, chị chỉ sợ bố, chị chỉ sợ bố mẹ chị cấm thôi, chứ còn độ đại tá bắt thì sướng quá, phê quá, không dung được. Nói Không. thế hỏi anh có nhận em không? Anh Quý ơi, anh hỏi như thế nào, hỏi ý như thế nào với anh? Em thề với anh chứ, anh phát ngôn anh nói câu thế em lại nghĩ đến cháu của em. Cháu của em nhá, nó chỉ có 7 tuổi thôi mà nó ăn nói chung là nó đâu ra đấy, chứ nó không như anh đâu. Thật đấy. Sao cái bạn gì đây nhỉ?
Tôm tôm này bạn này KMD, KM bạn thì tôi làm gì bạn là bạn đấy. Nếu mà bạn không thích nữa thì bạn đừng xem. Tưởng Yên Bái à? Nếu bạn lần nữa thì thôi tôi cũng chặn Nhưng mà bạn. nhìn phim mà nghĩ đến tên con chúng mình thì nói chung là cái kiểu giáo dục của bạn với con của bạn thì chắc sau này cũng là đi làm đĩ mà cả nên ăn cắp. Hà Vi nói câu nào thấm câu đấy, đấy. Này vịt bài kia. Chào Hải Vịnh nhá. Em cảm ơn anh Đào Duy Hải. 117,3k người Sao Hà ta. Vi gửi văn hội chửi văn hóa ghê à? Em cảm ơn anh Nam Nguyễn nhưng mà em có chửi đâu. Dũng Em nghĩ đúng sao nói đấy đâu, tính em thẳng lắm anh ạ. Em không chửi ai đâu nhá anh nhá. Em không rồi, chửi ai đâu. không phải đăng đấm nhau. Không chú Dũng nhưng mà đấm đùa thôi. Ok chú cháu mình gặp nhau vuốt má nhau yêu thương nhau nhá. Ok yêu cháu Lúc sau khổ quá. Dũng còn Khổ cái anh quên tên rồi. Hà Vi đứng dậy nhảy đi. Xin lỗi với anh tại vì em không phải là dancer. Hẹn anh kiếp sau nhá. Hà Vi văn ngữ toàn thư à? anh tù mấy tăng rồi, nhiều tăng rồi. Chú về khúc oai nhiều rồi mà thôi kể gì. Mới về gần đây nhất này, hôm hội làm cái thành bích này đây ở ngoài. 58 Thanh Oai, chú ơi, ok. Nào, chú vừa Thanh Oai không? Mấy phút đây nghỉ giờ ui ngủ quá Em phải trả được lúc nào? cảm ơn bạn đã follow mình nha, các bạn lại cứ follow mình đi rồi mình lại follow tiếp. Hôm nay là một tháng tròn của mình chơi cái này mà các bạn vào follow mình rất nhiều luôn, mình không biết nói gì, biết là một lời cảm ơn thật sự chân tình đến các bạn, cảm ơn các bạn và luôn luôn mong các bạn khỏe mạnh và làm ăn phát tài phát lộc nha. Cần xích đầu gấu đấy, anh em nhà chị sợ đấy. Cháu vừa Chú biết follow nhá, rồi mà chú cảm ơn. chú Dũng PK với Hà Vi đi á. Chú Dũng chỉ có cho húc bó húc mấy cả Hà Vi thôi. Mày đi bóc vang à? Cho Ok cháu ngủ. luôn. Cháu đi ngủ đi. Cháu ngủ trước đi, chú ngủ. Chú ngủ giờ đây mà 11 giờ rồi. Không phải hội làm Có. quan phê đâu mà hôm nay chỗ nào thì đi vào là cái gì ấy. Giờ nó muộn rồi. Cho cháu chào chú chào cháu. Nào thủ tướng chú Dũng. Chú Dũng mà lui tóc thì ôm mô bán cho ai? Đấy, chú đang gọi dầu Sân mô rồi. lai nữa. Đứng với chị. À, nhiều tuổi nhỉ. Ừ, Cảm chị 35 ơn rồi. Văn nhé. Anh Dũng quê gốc ở bên